Ủa chị cho em hỏi thăm cái chùa mà Bồng Bồng Lai ở đâu vậy? Có phải trong đây không? À, bữa nãy em đi hoài vô không thấy, thấy ngoài đầu bảng nó có cái bảng Bồng Lai là đi ngã ba đấy phải không? Có phải cái chùa mà hôm bữa bị cướp gì phải không chị? Đúng rồi, không phải cướp đâu, gì giờ nói chung người dân mình đây cũng chưa chính xác được mà cái gì. À, tại thấy mấy chú tiểu bị tính mang đồ, mấy người gửi đồ mà nãy là đi vô mà kiếm hoài không thấy. Nếu mà theo mình người dân mình suy nghĩ, nếu mà hả cướp là người ta phải đi cướp không? Không, cướp là người ta đi ban đêm, đúng không? Ta đi ban đêm mà cái này cướp mà sao đi ban ngày? À. Anh cứ tự hiểu cái đó đi. Đúng không? À, tức là cái bữa là vụ đấy là xảy ra ban ngày mà ban đêm thấy ban quay... ngày, ban ngày. Còn mới thấy quay ban đêm quá chừng người ta tới người ta hỏi nè. Chỉ quay ba, nói chung là trong đó nó tối vậy lắm. Chứ bữa đó thì nghe tiếng nghe phun thanh nói là nếu mà theo người dân của mình nói là nếu mà ăn cướp là người ta cướp ban đêm 7, 8 giờ hoặc 6 giờ tối người ta vô tới tối đúng không? Cướp thì nó lẹn vô chứ. Ờ, cái này là mò này là 1-2 giờ trưa vậy á. À. Ví dụ gì con cái mất gì đó mình cũng không có. À, đúng rồi, nghe nó mất tích anh nhỏ gì đó 22 tuổi bị mất tích vậy. 22 tuổi. Giờ nói chung là mình cũng không kết luận được thì đấy. Đang để công an điều tra thôi chứ sao. Đang điều tra với để coi kiểm như công an hình sự tỉnh lên nên đặt camera ngầm sao rồi mới hiểu tình hình. Bây giờ chuyện của chùa với giữa bên kia mình đâu có biết được. À, vậy là đâu phải cướp mà do người ta đi tìm người rồi người ta hiểu lầm hay gì đó. Nghe nói người ta nói là cái con nhỏ nó vô chùa đây xong là sao đó rồi về người ta về người ta tìm mà không thấy rồi. Người ta vô người ta tìm không thấy rồi sao mình cũng không rõ nguyên nhân của người ta. Giờ bắt được không biết bắt được nhưng mà biết giờ bắt được mấy cái hai vợ chồng kia chưa, quấy rối nó chung chức gì không biết sao chứ mà vô gọi là kéo đám đông tới mà gọi là nếu mà cái người dân của mình đó thật sự nếu mà đúng mà tìm con vậy là mình ngu chứ không phải là một con. Nếu mình tìm con mình biết cho người rà soát đúng không, con mình chỗ đó thì mình phải bây giờ mình báo công an huyện hoặc công an tỉnh, đúng rồi phải báo chính quyền chứ, báo giờ tôi nhà đó vậy giờ cho tôi một cái giấy xét nhà đúng không, có một giấy xét nhà một chú công an nó đi một chú thôi nếu mà mướn ra ví dụ mình có tiền bỏ mướn ra 10 triệu 20 triệu công an nó lên có không có mình cũng vui lòng đường chính nữa đường mình đi trong khi có công an vô đó phòng đó mở cửa phòng đó mở cửa phòng đó mở cửa hết mới lại. Còn bây giờ người dân mình nó nói chung là dạng như mất con mà thất học. À. Rồi không có để tìm một người công an rõ ràng để nói chuyện. Bây giờ trước khi em vô nhà tôi, giờ ví dụ mắc gà anh vô tôi anh xét anh cũng phải mày hỏi thăm xin phép chứ đâu có hay không. Anh dám vô nhà tôi không? Nói vậy thôi. Đó là cái điều đó là đặt một nước là phạm mình vô đó là mình thấy đó thật tự là mình, mình có giấy. Bây giờ nếu mà không thấy mình thẳng lên huyện luôn, xin giấy nên mời công an huyện xuống thẳng vô rõ ràng vô. Không có người dân của mình là nói chung là nhiều khi con quá là con quấy rối là thất học là sao mình không hiểu nào. Trời người ta giám đốc quá vậy à. Cái gì ra nghe nói cũng là giám đốc của doanh nghiệp gì đó rồi bắt đầu mà kéo mấy cái người mà đi theo là công nhân của cái công ty đó mấy đông người như vậy đó mà vô. Nói 450 người. 450 người. Thì chấn trong thì người nhà thôi rồi còn còn lại là toàn là kéo theo rồi hùa theo để mà có cái số đông. Đi thôi chứ giờ nói chung nói còn thầy chùa gì tầm lưng chùa cũng đâu qua nó lợi rồi mất đồ mất tiền này nọ mất cái vụ này á làm á thì giữa đâu bên giờ mình cũng đâu biết thì chung giờ trước mắt là cái hai vợ chồng kia là sai rồi đó kéo người tới mà kéo người tới thì mình nghĩ ra là sai là khoảng cách đó còn cái chuyện mất tiền mất của thì tính sau tiếp là vậy nè nói nhỏ đó nó có vô chùa nó lại nó ghép mạng này, nó ghép hình nha. Nó nói thật sự con 25 tuổi thẳng. Nó vô nước là ngày 1-2 nó người ta chứa bà đó bà đó người Bắc gì á. Bà đó chứa con bãi trong đó còn 2 chứa đồ nó nắm được rồi cái đấy là cái mà bà này. Mà không phải mà không phải đặt. Có được cái đồ này nè. Giờ ông bật lên cái biết gì. Không bây giờ thì cũng nghe có nghe nhưng mà cũng lung tung lắm. Bà trong cái nhiều kênh lắm.
Bấm đúng rồi. Tôi nhìn nhà ta vậy, cái sông vô cái đập. Bên tây bên kia kìa, bên kia đường kìa, ngay khúc đây nè. Cái bạn đó ngay đây nè. Em biết chợ nhưng mà đi xíu à. Đó ngay cái chỗ mấy nhà lầu đó, cái nhà đó. Không, nó có cái bạn lớn lắm. Là để bồng lai viên á. Chút xíu mấy trăm mét à. Ừ, đi thẳng vô đó.